The contested land, addressing the grievances of the indigenous Dega people of the Central highlands in Vietnam. Vùng đất tranh tài, giải quyết những khiếu nại của người thượng Dega bản địa của Tây Nguyên ở Việt Nam. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng khẳng định, ai chiếm được Tây Nguyên sẽ làm chủ được Việt Nam và Đông Dương. Và sau khi giải phóng, chính sách kinh tế mới bắt đầu, hàng loạt người từ vùng đồng bằng đã lên Tây Nguyên In the verdant expanses of Vietnam's central highlands, a narrative of cultural erasure and disenfranchisement unfolds, echoing the historical assertions of General Von Nguyen Giap, a military strategist, once proclaimed the strategic importance of these highlands, suggesting that control over this land was tantamount to dominating the broader region of Indochina. However, Beneath the geopolitical surface lay the deep seated turmoil of the indigenous Montagnard Dega people, for whom this land is not a mere strategic jewel, but the very essence of their existence, their ancestral home, their heaven. This essay examines how in the aftermath of the Vietnam War, the aggressive land acquisition and settlement policies of the Communist Party of Vietnam in the Central Highlands have marginalized the indigenous Montagnard Dega people. leading to a breakdown in their societal fabric and violation of their rights as recorded by international law, specifically the United Nations. Trong những vùng đất xanh tươi của Tây Nguyên Việt Nam, một câu chuyện về sự xóa bỏ văn hóa và tước quyền công dân mở ra, lặp lại những khẳng định lịch sử của tướng Võ Nguyên Giáp, một chiến lược gia quân sự, từng tuyên bố tầm quan trọng chiến lược của những vùng đất này, cho thấy rằng việc kiểm soát vùng đất này tương đương với việc thống trị khu vực rộng lớn hơn của Đông Dương. Tuy nhiên, bên dưới bề mặt địa chính trị đặt sự hỗn loạn sâu sắc của người thượng đê ga bản địa người mà vùng đất này không chỉ là một viên ngọc chiến lược mà còn là bản chất của sự tồn tại của họ ngôi nhà tổ tiên của họ thiên đường của họ bài tiểu luận này xem xét làm thế nào sau hậu quả của chiến tranh việt nam các chính sách thu hồi và định cư đất đai tích cực của đảng cộng sản việt nam ở tây nguyên đã gạt ra ngoài lề người thượng đê ga bản địa led to Argument 1. Historical context and land occupation by the Communist Party of Vietnam The Central Highlands of Vietnam is comprised of a diverse mosaic of ethnic groups collectively known as the Montagnard Dega, being among them. The significance of this land, as mentioned by General Von Guyen Giap, stems from its rich natural resources and strategic military positioning.

bắt nguồn từ nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và vị trí quân sự chiến lược. Sau khi Việt Nam thống nhất vào năm 1975, Đảng Cộng sản Việt Nam bắt tay vào nhiệm vụ sáp nhập các vùng cao nguyên này vào quốc gia, thường ít được quan tâm đến cư dân bản địa. Evidence of the Communist Party of Vietnam's aggressive occupation is apparent in the allocation of land to kin people, the ethnic majority, for purposes of cultivation and development, often at the expense of the indigenous Montagnard ethnic populace. This has led to widespread deforestation and environmental degradation, an irony given that the area is considered heaven, disrupting the traditional ways of living for the Montañardega. This historical context frames the ensuing conflict as indigenous groups find themselves outnumbered and their ancestral lands legally reattributed without their consent or adequate compensation. Bằng chứng về sự chiếm đóng hung hăng của Đảng Cộng sản Việt Nam rõ ràng trong việc giao đất cho người Kinh, đa số dân tộc cho mục đích trồng trọt và phát triển, thường gây thiệt hại cho dân số người thượng Dega bản địa. Điều này đã dẫn đến nạn phá rừng lan rộng và suy thoái môi trường, một điều trớ trêu cho rằng khu vực này được coi là thiên đường, phá vỡ cách sống truyền thống của người thượng Dega. Bối cảnh lịch sử này đóng khung cuộc xung đột tiếp theo, vì các nhóm bản địa thấy mình đông hơn và đất đai tổ tiên của họ được phân phối lại một cách hợp pháp mà không có sự đồng ý hoặc bồi thường đầy đủ. Argument Current predicament of the Montagnard Dega people. The current situation in the Central Highlands reveals several layers of injustice faced by the Montagnard Dega people. Not only have they been demographically outnumbered by the descendants of the Communist Party of Vietnam settlers, but they have also encountered systemic cultural suppression. Indigenous traditions, religious practices, and community leaders have been undermined by state sponsored assimilation programs and policies. The cultivation activities of the new settlers have led to deforestation. An alteration of the landscape, making it impossible for the Montagnard Dega to engage in their traditional agricultural practices and way of life. Their plight has been compounded by reports of oppression, violence, and even killings against those who dare to protest or resist. Lập luận hai, tình trạng hiện tại của người thượng Dega, tình hình hiện tại ở Tây Nguyên cho thấy một số lớp bất công mà người thượng Dega phải đối mặt. Họ không chỉ bị áp đảo về mặt nhân khẩu học bởi hậu duệ của những người định cư Đảng Cộng sản Việt Nam. mà họ còn gặp phải sự đàn áp văn hóa có hệ thống. Truyền thống bản địa, thực hành tôn giáo và các nhà lãnh đạo cộng đồng đã bị phá hoại bởi các chương trình và chính sách đồng hóa do nhà nước tài trợ. Các hoạt động trồng trọt của những người định cư mới đã dẫn đến nạn phá rừng và thay đổi cảnh quan, khiến người thượng Dega không thể tham gia vào các hoạt động nông nghiệp và lối sống truyền thống của họ. Hoàn cảnh của họ đã bị phức tạp bởi các báo cáo về áp bức, bạo lực và thậm chí giết người chống lại những người dám phản đối hoặc chống lại. Argument 3. Flaws in policy and implementation. While Vietnam's development policies aim to lift the country to greater economic heights, they frequently fail to recognize the heterogeneous nature of the nation's demographic makeup. The kin people-centric approach has often resulted in a disregard for the particular needs and rights of minority groups like the Montagnards. Degas. Lập luận 3. Sai sót trong chính sách và thực hiện. Trong khi các chính sách phát triển của Việt Nam nhằm nâng đất nước lên tầm cao kinh tế lớn hơn, họ thường không nhận ra bản chất không đồng nhất của cấu trúc nhân khẩu học của quốc gia. Cách tiếp cận người kinh lấy người dân làm trung tâm thường dẫn đến sự coi thường các nhu cầu và quyền cụ thể của các nhóm thiểu số như người thượng Dega. The treatment of Montagnard Dega stands in stark contrast to the international commitments Vietnam has ostensibly made. The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Which outlines the rights to self-determination, traditional land and resources, does not seem to have translated into substantive action or protection for the Montagnard Dega, despite Vietnam's accession to various UN human rights treaties. việc đối xử với người thượng Dega hoàn toàn trái ngược với các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã thực hiện. Tuyên bố của Liên hợp quốc về quyền của người dân bản địa, trong đó phát thảo các quyền tự quyết, đất đai truyền thống và tài nguyên. dường như đã không chuyển thành hành động thực chất hoặc bảo vệ cho người thượng Dega, mặc dù Việt Nam đã thăng thiên các hiệp ước nhân quyền khác nhau của Liên hợp quốc. Argument 4. Call for recognition and restitution. The core of Montagnard Dega's grievance lies in the demand for recognition and restitution. This encompasses not only the Communist Party of Vietnam acknowledging past injustices, but also taking proactive measures to rectify them. Steps such as legal recognition of their land rights Lập luận 4, kêu gọi công nhận và bồi thường, cốt lõi của sự bất bình của người thượng Dega nằm ở yêu cầu công nhận và bồi thường. Điều này không chỉ bao gồm đảng Cộng sản Việt Nam thừa nhận những bất công trong quá khứ mà còn thực hiện các biện pháp chủ động để khắc phục chúng. Các bước như công nhận hợp pháp quyền đất đai của họ, thúc đẩy phong tục và ngôn ngữ bản địa. The treatment of Montagnard Dega stands in stark contrast to the international commitments Vietnam has ostensibly made. The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, which outlines the rights to self determination, traditional land, and resources, does not seem to have translated into substantive action or protection for the Montagnard Dega, despite Vietnam's ascension to various UN human rights treaties. Việc đối xử với người thượng đê hoàn toàn trái ngược với các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã thực hiện. Tuyên bố của Liên Hợp Quốc về quyền của người dân bản địa, trong đó phát thảo các quyền tự quyết, đất đai truyền thống và tài nguyên, dường như đã không chuyển thành hành động thực chất hoặc bảo vệ cho người thượng đê mặc dù Việt Nam đã thăng thiên các hiệp ước nhân quyền khác nhau của Liên Hợp Quốc. Argument 3. Flaws in Policy and Implementation While Vietnam's development policies aim to lift the country to greater economic heights, They frequently fail to recognize the heterogeneous nature of the nation's demographic makeup. The kin people-centric approach has often resulted in a disregard for the particular needs and rights of minority groups like the Montagnards, Degah. Lập luận ba, sai sót trong chính sách và thực hiện, trong khi các chính sách phát triển của Việt Nam nhằm nâng đất nước lên tầm cao kinh tế lớn hơn, họ thường không nhận ra bản chất không đồng nhất của cấu trúc nhân khẩu học của quốc gia. Cách tiếp cận người kinh lấy người dân làm trung tâm thường dẫn đến sự coi thường các nhu cầu và quyền cụ thể của các nhóm thiểu số như người thượng Dega. Critics of the government's policy assert that the failure to conduct comprehensive consultations with the indigenous communities or to secure their informed consent is a glaring omission on the part of the Communist Party of Vietnam. Moreover, the implementation of such policies typically lacks transparency and accountability. Leaving little room for indigenous communities to seek redress or to participate in decision making that affects their livelihoods and cultural heritage những người chỉ trích chính sách của chính phủ khẳng định rằng việc không tiến hành tham vấn toàn diện với các cộng đồng bản địa hoặc để đảm bảo sự đồng ý sáng suốt của họ là một thiếu sót rõ ràng về phía Đảng cộng sản Việt Nam hơn nữa việc thực hiện các chính sách như vậy thường thiếu minh bạch và trách nhiệm giải trình Để lại rất ít chỗ cho các cộng Argument 4: Call for recognition and restitution. The core of Montagnardega's Dega’s grievance lies in the demand for recognition and restitution. This encompasses not only the Communist Party of Vietnam acknowledging past injustices, but also taking proactive measures to rectify them. steps such as legal recognition of their land rights. The promotion of indigenous customs and language and the assurance of their, direct participation in that concerns their future are essential. lập luận 4 kêu gọi công nhận và bồi thường cốt lõi của sự bất bình của người thượng Dega nằm ở yêu cầu công nhận và bồi thường điều này không chỉ bao gồm Đảng cộng sản Việt Nam thừa nhận những bất công trong quá khứ mà còn thực hiện các biện pháp chủ động để khắc phục chúng các bước như công nhận hợp pháp quyền đất đai của họ thúc đẩy phong tục và ngôn ngữ bản địa và đảm bảo sự tham gia trực tiếp của họ vào việc hoạch định chính sách liên quan đến tương lai của họ là điều cần thiết. International pressure and advocacy alongside local activism can play a significant role in advancing the cause of the Montagnard Dega. By amplifying the voices of the marginalized building solidarity with other indigenous movements globally and leveraging international legal frameworks, there is the potential for advancing the social justice agenda for these communities. Áp lực và vận động quốc tế cùng với hoạt động địa phương, có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự nghiệp của người thượng Dega ga. Bằng cách khuếch đại tiếng nói của những người bị thiệt thòi, xây dựng tình đoàn kết với các phong trào bản địa khác trên toàn cầu, và tận dụng các khuôn khổ pháp lý quốc tế, có tiềm năng thúc đẩy chương trình nghị sự công bằng xã hội cho các cộng đồng này. The land of the in Vietnam's Central Highlands, once described as heaven, has become a site of contestation and exclusion. The situation of the Montagnardega people is a somber reflection of wider issues confronted by indigenous communities worldwide issues of marginalization, dispossession, and cultural obliteration. The call to action is clear. It is incumbent upon both the Vietnamese government and the international community to honor their existing commitments to indigenous rights and to ensure that the Dega can rightfully claim their place in Vietnam's diverse society as respected and autonomous stakeholders in their ancestral homeland. The quest for justice, recognition, and reconciliation with the Montagnard Dega reflects a broader imperative towards creating a more inclusive and equitable world—one when all communities can thrive within the sanctity of their native lands. Vùng đất của người thượng Dega ở Tây Nguyên của Việt Nam từng được mô tả là thiên đường, đã trở thành một địa điểm tranh cãi và loại trừ. Tình hình của người thượng Dega là một sự phản ánh ảm đạm của các vấn đề rộng lớn hơn mà các cộng đồng bản địa trên toàn thế giới phải đối mặt về các vấn đề thiệt thòi, tước quyền sở hữu và xóa sổ văn hóa. Lời kêu gọi hành động rất rõ ràng. Cả chính phủ Việt Nam và cộng đồng quốc tế đều có trách nhiệm tôn trọng các cam kết hiện tại của họ đối với quyền bản địa và đảm bảo rằng người thượng ga có thể khẳng định đúng vị trí của họ trong xã hội đa dạng của Việt Nam như các bên liên quan được tôn trọng và tự chủ ở quê hương tổ tiên của họ. Việc tìm kiếm công lý, công nhận và hòa giải với người thượng Dega phản ánh một mệnh lệnh rộng lớn hơn hướng tới việc tạo ra một thế giới toàn diện và công bằng hơn khi tất cả các cộng đồng có thể phát triển mạnh trong sự thiên liên của vùng đất quê hương của họ.